khán thính giả đang quay trở lại với phần 3 của chương trình tin tức tổng hợp trong phần tin Á Châu. Bản tin đầu tiên cho hay, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh cho biết, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ cuộc điều tra chống trợ cấp của Liên minh Âu Châu đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Ủy ban Âu Châu áp đặt mức thuế bổ sung tạm thời lên tới 37,6% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ thứ Sáu, trong khi các cuộc thảo luận với Trung Quốc vẫn tiếp tục. Quyết định cuối cùng về mức thuế sẽ được đưa ra vào đầu tháng 11. Cho đến lúc đó, nhà nhập khẩu phải đặt cọc bảo lãnh tương đương với mức thuế tiềm năng. Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình liên quan đến cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Chúng tôi cực lực phản đối điều này. Chúng tôi luôn tin rằng các vấn đề kinh tế và thương mại cụ thể cần được giải quyết thỏa đáng thông qua đối thoại và đàm phán. Trung Quốc cũng sẽ làm như vậy, thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thưa quý vị, nông dân Trung Quốc đang cân nhắc lại những kế hoạch tái canh tác sau khi bị lũ lụt tàn phá mùa màng. Nông dân ở Giang Tây phía đông nam Trung Quốc đã cho biết họ đang đối mặt với những quyết định khó khăn sau khi lũ lụt trầm trọng làm hư hại hạt giống và cây trồng trên đồng ruộng, khiến họ chậm mùa và thu hoạch ám đạm. Gu Yefan là nông dân 49 tuổi đứng bên vùng đất nông nghiệp bị lũ lụt tàn phá tại Cựu Giang với khoảng 100 mẫu anh cây trồng. Ông cho rằng chính phủ yêu cầu họ báo cáo thiệt hại và đang đợi nước cạn có thể để trồng lại cây. Một nông dân khác là Kai Bao Yong, 57 tuổi cho biết lũ lụt lớn như vậy ở khu vực này hiếm khi so sánh với những năm trước. Những trận mưa kỷ lục đã tràn ngập những khu vực phía nam và phía đông hạ lưu, trung và hạ lưu con sông Dương Tử, gây thiệt hại cho đất nông nghiệp và cuốn trôi những cơ sở kinh doanh nhỏ dọc theo các con đường. Lượng mưa khó lường đã ảnh hưởng tới 340.000 người dân và doanh nghiệp tại Trung Quốc. Ông Tập đến dinh Tổng thống ở Dushanbe để dự lễ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến dinh Tổng thống ở Dushanbe, thủ đô của Tajikistan, vào chiều ngày thứ Sáu để tham dự lễ đón Tổng thống Tajik Emomali Rahmon tổ chức. Ông đã được ông Rahmon chào đón nồng nhiệt khi đến cung điện. Ông Tập đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Tajikistan sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Astana và có chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan. Kế đến đây là tin Việt Nam. Nhà hoạt động ở hải ngoại cảnh báo bị an ninh Việt Nam theo dõi. Một số nhà hoạt động tị nạn chính trị tại nước ngoài lên tiếng cảnh báo tình trạng họ bị an ninh theo dõi, làm phiền sau khi nhà hoạt động ở Hoa Kỳ bị người tự xưng là Bộ Công an tới nói chuyện. Bà Phạm Thanh Nghiên, nhà hoạt động Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ từ tháng 4 năm ngoái, đã nói với Đài Voa sự việc xảy ra ngày 24 tháng 5 mà bà và một số nhà hoạt động khác nhận định là hành động quấy nhiễu trấn áp tinh thần của bà. Bà nhận được tin nhắn của người lạ không có danh bạ điện thoại mời đi ăn. Bà không biết là ai nên nhắn lại là chưa nhận ra được là ai. Không thấy họ trả lời nên bà gọi điện thoại nhưng người này không bắt máy và gửi lời tin nhắn trả lời tới nói anh Trọng đây và xưng là an ninh của bộ. Rằng bên này đi du lịch muốn mời vợ chồng bà đi ăn vào cuối tuần. Khi thấy anh ta giới thiệu là an ninh của bộ thì bà đã từ chối bày tỏ quan điểm rõ ràng bà là người tị nạn. Sau đó không thấy người này liên lạc nữa. Bà Nghiên cho biết sau đó bà nhờ một người bạn gọi vào số điện thoại nhiều lần nhưng chỉ nghe thấy chuông đổ mà không có ai bắt. Bà cũng báo cho Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và họ ghi nhận sự việc trên. Toyota Yaris ngừng bán tại Việt Nam. Hãng xe Nhật ngừng bán chiếc hatchback nhập từ Thái Lan, kết thúc khoảng thời gian 13 năm phân phối chính hãng. Đại diện Toyota của Việt Nam đã xác nhận Yaris hiện không còn trong danh mục sản phẩm của hãng. Các đại lý đang bán hết các mẫu còn tồn sản xuất từ năm 2023. Liên doanh Nhật không nói nguyên nhân cụ thể việc dừng bán dòng xe Toyota Yaris. Theo quản lý bán hàng của một showroom Toyota chính hãng tại thành phố Sài Gòn, doanh số Yaris sụt giảm mạnh những năm qua do ảnh hưởng của xu hướng xe trần cao CUV hoặc SUV lên ngôi. Đây là nguyên nhân chính khiến cho hãng quyết định khai tử Yaris. Năm 2020, Toyota Yaris bán 1.569 xe, giảm xuống còn 1.118 xe vào năm 2021, và năm 2022 là còn 628 xe, và năm ngoái thì chỉ còn 134 xe. Sau 5 tháng đầu
năm 2024, doanh số của mẫu xe Toyota là còn 8 chiếc. Trước Yaris, một mẫu hatchback cỡ B cũng bị khai tử tại Việt Nam là Honda Jazz. Mẫu xe Honda ngừng phân phối từ năm 2020 do doanh số thấp. Với sự rút lui của Toyota Yaris loại hatchback cỡ B tại Việt Nam, hiện chỉ còn Suzuki Swift Mazda 2. Riêng Swift nhập từ nhà máy Suzuki tại Thái Lan, nhưng hãng sắp đóng cửa cơ sở này vào cuối năm 2025. Hãng Nhật cho biết vẫn bán Swift tại Việt Nam trong thời gian tới. Yaris được Toyota Việt Nam phân phối từ năm 2011. Trước đó, mẫu xe này đã rất được ưa chuộng với hình thức nhập cảng không chính hãng. Thế hệ hiện hành của Toyota Yaris bán tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý khán giả một số những bản tin liên quan tới tình giải trí cuối tuần về triển lãm tại London ra sao, hay chương trình truyền hình Những Câu Nói Kinh Điển của ông Tập Cận Bình tại Kazakhstan như thế nào. Bộ phim hoạt hình Inside Out tập 2 đã lên tới 1 tỷ Mỹ Kim phòng vé doanh thu toàn cầu, và nhiều bản tin nổi bật khác. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem.